Xin chào quý vị từ Âu Xa Xứ, từ Âu Sông Sướng. Bữa nay A Huy Hoàng Gia đi ra cái hố xi măng. Đây là hố mà kim loại xi măng rất là tuyệt vời của Thủy Điển, của thành phố Minh Mờ. Đây, bây giờ mình quay lại cái chương trình này cho quý vị coi. Đây, ban ngày rất là đẹp. Đây, xin chào quý vị. Đây là Natu Reservoir. Đây, Limham Khabrod. Rất là tuyệt vời quý vị. Đây, 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 quý vị coi nè. Đó, chương trình đây. Đây, cái này là người ta cách đây 4 triệu năm quý vị. Phi Ramiuneo, dạ, hình số 7. Dạ, đây, mấy cái con này nè. Đó, quý vị thấy không? Rồi 65 triệu năm trước đó quý vị, là cái này nó thành hành, là cái này. Mấy con thủy tộc nó sống ở đây 65 triệu năm quý vị. Centifemioneocene đã equated melan thibeon rita belewen. Đó là đó. Cái này đây là cái hố xi măng, còn cái này là mấy con thủy tộc này nó sống cách đây là 4 triệu năm. Dạ. Vâng, và bắt đầu người ta ở Limham này nó xây dựng là năm 622. Đó, 622 đây. À, cho đến ngày hôm nay. Dạ. Rồi Limham năm 1800 á, Otito lại các quý vị là có 75 ra. Đó, bắt đầu người ta mới bắt đầu phát triển. Rồi năm 1901 á là 467 người làm việc. Dạ. Rồi năm 1980 là 70 người làm việc. Có rất nhiều máy lớn đến để mà làm việc đào bới. Vâng. Thì năm 1888 là bắt đầu xi măng fabric, nhà máy xi măng ở cái cảng Limham. Dạ. Rồi năm 1960 là bắt đầu người ta bắt đầu lấy cái nhà máy xi măng này là bắt đầu người ta đem đi xây dựng cho đến năm 1993. Dạ, rất là tuyệt vời. Năm số 2 đây là mấy anh này nè. Đó, mấy anh đó đấy quý vị. Đó, anh Panda, mấy con cắt con nhất đấy quý vị. Panda đó là con ngắt nhất đó, đó. Rồi mấy số 3 này nữa nè, đó là cái lá cây xanh đó đủ lời. Rồi có rất nhiều con chim, đủ thứ, rất là tuyệt vời. Rồi đến đó có rất nhiều chuyện ở trong này. Năm 2011 bắt đầu chương trình, bắt đầu tiếp tục phát triển đến 2023-2024. Và bây giờ là chung quanh cái này là 4 cây số đó quý vị. Nó rộng 4 cây số. Dạ, rất là tuyệt vời quý vị. Đó, quý vị từ đây nè, từ đây quay qua. Đó, quý vị thấy vậy chứ rộng lắm. Nó đi bao ra kia luôn. Nó có nhiều tầng lớp quý vị, 4 cây số. Vòng quanh cái này chu vi là 4 cây số. Rất là tuyệt vời. Bữa nay mình mới bắt đầu phát giới thiệu quý vị rõ, mấy bữa là chưa có ra đây. Quay cái này cho quý vị, quay đi, quay tuyệt vời đây. Quay ở dưới thôi nè, chiếc xe chạy dưới đó như con kiến á, bữa bây giờ không có xe làm việc. Cái hố xi măng này là hết mà cái thành phố của Minh Mờ. Minh Mờ bỏ xuống cũng mê cái thành phố này. Mê cái thành phố Minh Mờ. Rồi bây giờ ta lấy thành phố ta đổ hết xuống cũng không lắp lại được. Dạ, đây bây giờ quý vị. Đây là kính viễn vọng. Mình phải nhìn trời đất xa xôi. Đây. Quý vị ơi, mình nhìn thấy dưới đây luôn ha. Wow, tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Đây. Oh, xin chào quý vị. Mình bây giờ đứng xa kính viễn vọng đây nha. Đó. Mình đứng xa kính viễn vọng, rút súng ra. Bắt đầu. Đó, bắt đầu quý vị thấy không? Dạ. Quý vị thấy không? Hấp dẫn không? Rồi bắt đầu. Đây, bắt đầu mình đi ba này quý vị. Bầu trời đang một ta bắt đầu vô mùa thu đó quý vị, qua bầu trời kìa. Đó, bây giờ bắt đầu nha. Đề ba bắn ở xa xa quý vị thấy nhà lầu không? Quá đẹp kìa, quay nhà lầu cho quý vị coi kìa, quá đẹp. Quay một vòng quanh bên này đó, từ từ đi cho quý vị coi có xi măng được chưa. Là quay đi, vui quá. Đi từ từ cho quý vị coi. Đó, xe ở xa xa chạy không thấy hả? Trời ơi, đèn sáng xa xa rất đẹp quý vị ơi. Bây giờ nắng hanh vàng đẹp lắm. Đó,
quý vị thấy không, đây là vòng chung quy vuông của nó là 4 cây số, rộng lắm quý vị. 4 cây số là quý vị tưởng tượng đi, 4.000 mét vuông đó, nguyên có nhiều lớp thành đó, quay cho quý vị thấy. Đứng lên đây quay, đứng lên quay nè, quay cái này đây, quay A Huy Hoàng Gia chiếc xe đậu đây. A Huy Hoàng Gia đương đương coi mặt trời nè quý vị đó, quý vị thấy A Huy Hoàng Gia không? Đặt ống dòm lên trời này quý vị đây. Đó, quý vị thấy xe A Huy Hoàng Gia đây. Lão A Huy Hoàng Gia đây quý vị. Đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, để đây nha. Trời ơi, giáp này quý vị. Đó. Quý vị thấy tuyệt vời không? Mặc áo giáp vô. Bắt đầu lên đường. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đó, bắt đầu mình ra mình làm đạo diễn. Đó, bắt đầu. Đó, mình bắt đầu lên. Đồ đen. Đó, nhân dân sợ vợ. Đó, quý vị thấy không? Mình đưa làm chuẩn bị đó. Với ông bà ơi, đưa lên, thoát. Dựng nặng lên. Vô. Đó, quý vị thấy đường xây dựng không? Bầu trời đẹp không? Bầu trời mây đen nè, rất là đẹp. Có dòng trắng này kìa, quay kìa. Bầu trời ở trên kìa, vừa đen vừa trắng đó. Ôi giờ cao đẹp. Quá cao à, rất là đẹp đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Ôi giờ đó, quá đẹp đó quý vị. 4 cây số vuông đó quý vị, tuyệt vời. Đưa đây, 4 cây số vuông. Leo vô. Không cần đâu, 4 cây số vuông. Quá trời. 4 cây số vuông đó quý vị. Hồi xưa mình ra đây có mấy chiếc xe ở dưới mà bằng như con kiến vậy đó. Coi như nguyên một thành phố đổ xuống á, cũng không có lấy lắp hết cái này được. Xa lắm, 4 cây số vuông đó quý vị. Sâu có lắm. Nhiều lớp, có 4-5 lớp lận. Sâu lắm. À, ta đi từng lớp một, tức là tính ra cũng chục lớp á, từ bên ngoài vào mà xuống dưới luôn. Ở đây là xi măng không á, kim loại. Rồi. Cái đây coi như là 65 triệu năm. Cái này là những loài thủy tộc nằm ở dưới này cách đây 4 triệu năm. Đúng. Dạ. Rất là tuyệt vời quý vị. Vâng. Đó. Đó, quay xa xa cho quý vị coi. Đó, từ từ. Bữa nào mình lấy máy chiếu ra mình thâu gần lại. Mình có một cái máy 3D rất là tuyệt vời. Dạ. Mình bữa nào mình sẽ mang ra cống hiến quý vị. Vâng, mình sẽ cống hiến quý vị tuyệt vời đó. Đó quý vị đó, quá tuyệt vời. Đó quý vị thấy bầu trời trên trắng đó, đẹp quá, đẹp quá đó. Đó, quý vị thấy đẹp không? Xe quá. A Huy Hoàng Gia đè lá xe ra đây. Đó, trời nắng dọi vô rất là đẹp đó, bên này hàng cây. Mình đi từ từ, đây là ống dòm trên lên bầu trời đó và hố xi măng. Đây, hố xi măng này là tuyệt vời đó quý vị. 65 triệu năm không phải là thời gian ngắn này quý vị. Và những loài thủy tộc đã sống ở đây cách đây 4 triệu năm. Và bây giờ mấy hồi thủy tộc đó, con nghêu sò ốc hến, những con ếch nhái đồ ở đây bây giờ biến thành xi măng quý vị. Và người ta năm 1800 là người ta bắt đầu khai thác cho đến bây giờ lấy xi măng xây thành phố mánh mờ. Và nguyên thành phố này nếu mà đổ xuống đây á là cũng không lắp được hố xi măng kim loại này. Trong này người ta kiếm ra nhiều thứ lắm. Không ngồi, rồi cái đó người ta, sau đó người ta làm xi măng. Và có những kim loại đặc biệt lắm. Yeah. Cái chu vi này là 4 cây số vuông đó quý vị. Và có trên 10 lớp thạch. Người ta khai thác từ trên rồi xuống cấp rồi từ từ mới đi sâu xuống. Rất là tuyệt vời đó quý vị thấy đó. Tuyệt vời lắm. Vâng, quý vị coi đây, rất là tuyệt vời. Đó, xa lắm, 4 cây số vuông quý vị, không phải nhỏ. 4 cây số vuông, yeah. Rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy tuyệt vời không? 4 cây số vuông. Đó, quý vị thấy tuyệt vời nha. Đó. Đó, quý vị thấy tuyệt vời, tuyệt vời. 4 cây số vuông xa xa đó quý vị. Đó, bầu trời xanh đó. À, quá tuyệt vời.
Đó, bữa nay ban ngày á, mình mới thật sự quay cho quý vị coi đó. Đó, quý vị thưởng lãm nha. Nếu mà có dịp quý vị ghé Bến Mờ, nhớ đến ngay chỗ này. Và bây giờ chung quanh là thành phố đương xây nhà cửa. Và cái này bây giờ đã ngưng hoạt động và để lại kỷ niệm là hố xi măng. Dạ. Cái này kim loại rồi, người ta đã khai thác xong rồi. Dạ. Nên là 4.000 cây, 4 4 cây số vuông là 4.000 mét vuông. Dạ. Rất là tuyệt vời đó quý vị, tuyệt vời quá. Đó. Bầu trời bữa nay là tháng 9 rồi. Đó, chung quanh đây, chung quanh là những thành phố, những nhà mới mọc lên, bầu trời xanh mây trắng. Đó, chiếc xe của A Huy Hoàng Gia đó đừng đứng ở đây để làm chương trình cho quý vị. Rất là tuyệt vời quý vị. Ngoài kia là đường phố đó, xe đang chạy rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy tuyệt vời chưa? Nếu mà có dịp quý vị ghé ở đây, mình tới đây làm chương trình để mà cống hiến quý vị. Nó tên là Naturese Thiên Nhiên. Đây là Liêm Hâm Kha Brot. Dạ, tuyệt vời lắm. Dạ, quý vị từ từ đó. Có những con thủy tộc. Đó, quý vị thấy từng hình ảnh này số 1. Số 1 cái này là số 2 này quý vị. Cái này là số 3. Vâng, số 4. Dạ, số số 5 là mấy ông làm việc đó. Số 6, số 7. Dạ. Quý vị coi đây đó. Đó, từ từ xuống số 7. Đó, từ từ. Đó, quý vị từ từ mà xem. Quý vị có thể vào trong mạng đọc cũng có nữa. Dạ. Rất là tuyệt vời. Dạ. Đây, những cây cối phát triển với đời sống của những con vật, chim rồi. Dạ, đủ thứ. Hồi xưa ở đây có sức sống mãnh liệt lắm. Cách đây 4 triệu năm quý vị. Dạ. Ở đây là Liêm Hâm. Đó. Đó, rất là tuyệt vời quý vị. Xíu nữa mình sẽ ra cầu Ô Trơ Xuân, cái cầu bắc ngang qua Mánh Mờ với Đan Mạch quý vị. Đó, đây là thành phố Mánh Mờ năm 2013-14. Dạ. Yeah. Bắt đầu. Rồi, xin thành thật cảm ơn quý vị nha. Bữa nay mùa trời vào thu á, gió hơi lạnh lạnh heo mai. Dạ, yeah. Và bầu trời cũng còn trong đường ẩn trong mây. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, bữa nay thật sự thì điển đã vào thu rồi, nhưng mà lá chưa có vàng. Dạ, yeah. Nên là bắt đầu sinh viên học sinh tuần này đã học được một tuần lễ, bây giờ là thứ 6 rồi đó. Dạ. Yeah. Yeah. Yeah, rất là tuyệt vời. Rồi, xin thành thật cảm ơn quý vị nha. Bây giờ mình rời khỏi coi như là cái hố kim loại xi măng cách đây 65 triệu năm. Vâng, những thủy tộc đã sống ở đây 4 triệu năm. Vâng, và người ta đã khai thác cách đây năm 1800. Dạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị lại chương trình kế tiếp. Dạ, cầu chúc quý vị mùa thu vui tươi, gặt hái nhiều kết quả sau những tháng hè, cũng như các cháu đi học đạt nhiều thành tích và đạt nhiều kết quả trong thi cử. Xin trân trọng kính chào. Cảm ơn. Nếu quý vị cảm thấy thích vui cho một chương trình đặc sắc thì cho like, đăng ký kênh. Và quý vị nào chưa có friend nên friend và lan tỏa. Quý vị nào có tài khoản của YouTube thì đăng ký, mình sẽ được thêm nhiều kết quả của quý vị để mà đạt được nhiều thành tích của YouTube. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị. Bye bye. Đây mở ra đây. Biển. Mình đi ra biển gì vậy? Xin chào quý vị trời Âu xa xứ trời sung sướng. Bây giờ mình trên đường đi ra cái cầu Ô Trơ Xuân bắc ngang qua từ thành phố thứ ba của thủy điển Mánh Mờ qua Đan Mạch ra tới vùng đất của Đan Mạch bên phi trường. Quý vị chỉ cần qua cái hầm, qua một cái biển là quý vị sẽ tới phi trường Đan Mạch. Đây, con đường dẫn đến đây, con đường rất là đẹp đó, hai bên hàng cây.
rất là tuyệt vời. Đó, bây giờ có chiếc xe nào mà đậu ở đây đây. Ôi trời ơi. Wow, đây người ta ở đây ta đi hái trái cây. Ta vãng cảnh đó quý vị, cây cối. Hồi xưa cách đây gần 27 28 năm, cậu ấm đã nằm bên đường này trong chiếc xe Suzuki quý vị ơi. Đó, mình có hình ảnh đẹp lắm đây. Đây là cái chỗ mà cho những gia đình có con nhỏ đi ra chơi ở ngoài bãi biển Liêm Hâm, dành cho gia đình có trẻ con đó. Ôi dồi dồi, quá đẹp quý vị, tuyệt vời đó. Đó, quý vị thấy cái hải đăng trên đó không? Hồi xưa mình chỉ là một ông bận quay làm cha, hồi xưa là thầy Dũng đã lên trên đó ăn dưa hấu, không biết bây giờ cũng còn cấp để đi lên. Đây, nắng đẹp quá quý vị ơi, mình đậu ở đâu đây? Đây. Mình đậu gần chiếc xe Class B đây hả? Không, chờ cho người ta đi xong mình ghé đây hả? Qua. Nắng bây giờ đẹp quá quý vị ơi, mình có chỗ rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây, cameraman đi ra đi. Quá tuyệt vời, quay toàn cảnh bắt đầu mình lái xe vào. Ok, mình lui để có chỗ nó coi chừng nó dành của mình. Coi chừng nó dành của mình đó. Coi chừng nó dành của mình đấy quý vị ơi, đây. Không, lát từ kia kìa. Đừng có dẫn chơi, mình đậu gần ở đây nó đẹp hơn. Đây, cái chỗ này nó đi ra sao mình vô. Không có ra đâu. Thôi kê. La 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 la. Đây, tuyệt vời. Chỗ này mát quá quý vị ơi. Đây, cũng đẹp lắm lắm sao. Bây giờ mình xuống mình làm chương trình quý vị. Đi qua bên kia chứ, mới quay được cái cầu đẹp chứ. Trời ơi, đứng bên kia kìa. Đây quý vị ơi, đây. Quay thế này là Luca Letted. Đó, cái đường đi vào để qua cầu đó. Quá đẹp đó. Lên trên đó quay xuống sao đây nè. Đây, xin chào quý vị. Bữa nay Ao Huy Hoàng Gia lái xe đi ra cầu, quay qua là tuyệt vời. Đó quý vị, bữa nay trời bắt đầu vào thu lạnh lắm. Mình phải chơi áo giáp. Rồi xin chào. Quay qua đây nè, coi đó. Đó, rất là đẹp quý vị. Đây quý vị, qua cái cầu nè. Ở đây quay cái cầu trời nắng nè. Đừng, công xe lây. Bên này, mời qua bên này. Công xe quay hết cái này đâu có công xe lây. Xin chào quý vị. Cái cầu rất là đẹp. Cầu đây là cầu chút lên cho nó quay hết mà. Dạ, bắt từ Đan Mạch qua thì điện. Cái cầu này là cầu chính, biển là chuyện nhỏ, cái cầu này là nguyên quan trọng để làm gửi đến quý vị trời Âu xa xứ trời sung sướng. Bữa nay mình ra tối, bữa nay mình ra để quay rõ ràng cái cầu mới là quan trọng. Biển ở đâu cũng có, mấy cái này không cần quan trọng, quan trọng là cái nhịp cầu này, quay qua dùm nhịp cầu mới là quan trọng. Mời đi qua bên này làm dùng cái cầu rất là đẹp. Để nhiều nhiều. Đó, đẹp nhất là cái cầu này. Bây giờ chớp tấm hình trước đi. Xong. Quan trọng là đứng chớp tấm hình ở cái cầu này. Xin chào quý vị. Đây là tuyệt vời cái cầu Otosun. Đó, mình nói vừa quý hình rất là đẹp quý vị. Rất là tuyệt vời. Mong rằng quý vị sẽ hưởng thụ. Còn đây là cái mà để ra câu cá, chứ là tàu bè nó tấp nập vô đó quý vị. Chiếc tàu đi vào đó rất là tuyệt vời. Và bên này là thành phố, quý vị thấy thành phố Liêm Hâm cái cảng không? Rất là đẹp, tuyệt vời. Đó, quý vị thấy rất là đẹp. Đó, thỏa mai xin một câu qua đây có chút hình. Đó. Đây, chớp cho tôi một tấm đi. Chớp vô nghe, nguyên nghiêng đẹp vậy đó. Quay vòng này đây đó, xin chào quý vị. Đây là cầu Otosun, bây giờ mình đi một vòng quay cho quý vị coi nha. Đó, rất là đẹp, bữa nay đúng là cảnh đẹp tuyệt vời quý vị, trời Âu xa xứ. À, tuyệt vời. Đó, mình sẽ làm chương trình từ trời Âu xa xứ gửi đến quý vị thân thương. Và quý vị có dịp qua đây, đi qua Đan Mạch, và bên phía trường Đan Mạch quý vị trở về thành phố Bình Mà. Đó, nên là rất là vui. Đây, bây giờ mình đến đây quay quý vị, đó, cái này là cái ở trên, rất là tuyệt vời, nha. Yeah. Rồi, xe qua Huy Hoàng Gia, đó, xin chào quý vị, quay tấm một tấm hình kỷ niệm. Quảng cáo Phú Sư Băng, xin chào quý vị,
nắng vàng mùa thu trải dài trên những hàng cây thành phố. Mình mới vừa đi thăm phố Kim Cương Xi Măng và cầu Ô Tư Xuân từ thành phố Mánh Mờ qua Đan Mạch. Trên đường mình trở về Phường Hồng để mình được ăn sushi do cậu ấm ở đây đã tiệc ăn mừng công ty bắt đầu phát triển, trở thành VD giám đốc của công ty. Và có mang tên nhưng mà để cậu ấm đặt rau. Vâng, đi thiết giảng ở Vectorboy và ba nơi. Vâng, với tiền hoa hồng rất là tịnh. Yeah. Rất là tuyệt vời. Đây là những khu nhà mới. Vâng, mới mọc lên trong vòng 5-3 năm này đây. Hồi xưa đó, này là một cánh hồi đồng. Hồi xưa cái đây là cô này cứ nhớ là cánh đồng. Một cánh đồng. La lô bé mập cứ đi ra này cứ nhớ cánh đồng không? Cái này là cánh đồng không ạ? Bây giờ đã trở thành những một thành cái phố làng. Một cái làng. Yeah, thành phố, cái làng. Rất là đẹp, chiếc xe Ford đẹp cơ. Đó, đây là những nhà giàu có ở gần cái cảng Liêm Hâm, ở gần đường qua bên Đan Mạch kìa quý vị. Ở đây cũng là cái chỗ rất là tiện lợi để qua lại là vùng miền Âu Châu, những nước lân cận. Vâng, rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Thành phố đang xây dựng đó. Đây, trong này là hố xi măng vừa rồi mình đã vô làm chương trình này, mình đi ngang qua. Bây giờ mình đi tục lui lại là sau đó là đường qua Đan Mạch. Vâng, mình trở lại con đường này. Đây là nghĩa trang cho những người nằm xuống, những nhà giàu ấy quý vị. Những bia đá, trăm năm bia đá đây. Wow, toàn những bia đá cao không á, dựng đứng đó quý vị. Dạ, chỗ này là lò thiêu của Liêm Hâm, của thành phố. Dạ, tất cả những vị trưởng lão của người Hoa không muốn làm phiền con cháu, nên là quý vị lớn tuổi từ Việt Nam qua đã thiêu. Wow. Để cho con cháu khỏi bận rộn để mà lo bông hoa với thăm viếng mình. Đây, trong này là cái nghĩa trang cái trên trăm năm rồi đó quý vị. Có rất nhiều tấm bia trên trăm năm. Mình đã có hàng mấy chục lượt đi vào đây để mà tiễn đưa quý vị. Đó, khi một người nằm xuống đó, đây là những nhà ở Liêm Hâm. Khu nhà mới rất đẹp quý vị, xây giống nhau đó. Đó, này là ta coi như tre hút đó, cái gì đó, rô hút. Mình mua một chung cư cho mình mua một cái nhà cạnh người ta đó, rất là đẹp đó. Hí Ly Diệt Mát, khu nhà ngói đỏ này lâu rồi. Xem cái khu nhà này, khu nhà cũ cách đây 50 năm đó. Hí Ly Mát là cái làng này thành lập lâu rồi. Đây, trước đây là nhà lầu ở Emporia này quý vị. Đó, chỗ Emporia này là trung tâm thương mại miền Nam, có trên mấy trăm cái cửa hàng, cái tiệm shopping. Vừa rồi cách đây mấy tuần, hai tuần đã xảy ra cái chuyện không mấy gì tốt đẹp. Đã có một cậu đã bắn một ông 31 tuổi đầu đẳng. Cậu 15 tuổi. Cậu 15 tuổi cũng không ra gì. Cậu này là Ba Nhe Du Công Lưu Manh từ Vectorboy, thành phố thứ hai của Thụy Điển. Thứ 6 đây. Đã nổ súng bán chết tên đầu đảng của băng đảng. Và băng đảng có bên Đan Mạch nữa. Nên là ở đây là tuổi trẻ bây giờ là coi như đủ loại chuyện trên đời. Và ở Mánh Mờ này xảy ra nhiều chuyện còn hơn là bên Mỹ. Và rã rác khắp nơi. Nên là quý vị ra đường cẩn thận. Vâng, có kẻ lường gặp chụp giật móc túi lột dần trên tay mình đồng hồ chiến. Và nên là quý vị đi đâu cẩn thận ngó trước nhìn sau, có cây ba tôn trong người. Ở ngoài mình thấy yên vậy chứ trong lòng người không yên, tâm của con người không bình, thế giới này không có bình đó quý vị. Thấy nhìn thấy không, trung tâm thương mại Emporia rất là đẹp nhìn bên ngoài, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện không mấy gì tốt đẹp. Một tên đã nằm xuống ở đây, 31 tuổi. Những người nằm xuống, những người chết là những người không mấy gì tốt đẹp cho cuộc sống của bên ngoài. Nên là những người chết là những người làm ác, quý vị đã giết chết đó quý vị. Đó, xong mình ngừng đó, tuyệt vời đây đó. Emporia đây quý vị. Qua wow, bữa nay xây nhiều hiện, mấy bữa mình có làm phóng sự ở đây rồi quý vị, mà bây giờ nó lên còn nhiều nữa, quá đẹp đó. Mình chờ lên cao trên đó. Nhà lầu cao khách sạn
và có những vị du khách Việt Nam từ từ Việt Nam qua, những nha sĩ, những vị mà đi họp hội quốc tế đã qua bên này nghỉ tại khách sạn bên này đó, khách sạn rẻ mà rất là nhiều chỗ để mà mình lựa chọn. Ở bên này khách sạn rẻ hơn bên Đông Mạch quý vị. Wow, bên đây xây dựng nhiều quá, lâu lâu mình mới trở lại con đường này. Bây giờ mình trên đường đi đến Vườn Hồng, nhà của Lalo Bé Mập, để mình hưởng thụ sushi. Lalo Bé Mập thì thích ăn đồ chay Falepe, nhẹ bụng, dễ tiêu thực. À, cảnh quá đẹp, đây là hố mã quý vị. Hố mã là đa số người mình ở đây quen biết. Bữa tính lấy cái nhà đó, Lalo Bé Mập cũng muốn kiếm nhà ở đây để gần thành phố, gần trung tâm thương mại miền Nam. Lalo Bé Mập rất thích cái khu này. Lâu lâu mình có dịp cũng tới đây mà hưởng thụ cũng sướng thôi. Bây giờ trên đường đi về thành phố và mình cũng về Vườn Hồng đó, để quay cho quý vị thấy cảnh đẹp của thành phố Minh Mờ. Không sao, từ từ rồi bây giờ. Mình giảm tốc độ quý vị. Đây, bây giờ đi ở nào, chạy thẳng đó qua liên bên này. Liên nào cũng được mà. Đúng, liên đập được. Mình nằm ở đây đi. Đúng, mình ôm liên này, xong qua bên kia. Đó, bên kia là Televoi. Bên này là Mô Bí Giả, chạy thẳng là trung tâm. Đó, sướng lắm quý vị. Đây, quý vị thấy bản chỉ đường không? Đó là đi về, đi qua Đăng Mạch, Sovanham, đi Televoi, vé liền nghe. Là thành phố có nhiều dâu đất để mà mùa hè người mình đi hái. Bây giờ mình về qua bên này, mình đi về Vườn Hồng. Đúng. Qua bên này rồi mình đi vào cả tháng luôn. Ok, xong. Đó, bắt đầu mình đi về Vườn Hồng. Đó. Đừng thích nha, đàng hoàng ngồi lại. Xong. Mình qua mình đổ liên. Bữa sau kép mình vô để cho người ta nói la. Đó, bây giờ mình chạy xa lộ đó quý vị, đi thẳng tới Vườn Hồng. Đây là xa lộ chạy ngang qua Lý Tiến Hẻm đó quý vị. Bây giờ đó, quý vị thấy xe của thì khác đẹp không? Skoda cũng không thua gì xe Đức đâu. Cái mã thì của thì khác, nhưng mà máy móc là nó coi như xài chung đó. Đó quý vị, đó đường này là đường đi về Hấp Nèm. Mình chạy thẳng là về nhà luôn, cũng tốt nữa. Thẳng tiếng, về nhà ăn luôn, nghỉ. Lên Vườn Hồng làm gì, về nhà đi. Không muốn hưởng thụ thì về nhà hưởng thụ rồi ngủ. Làm chương trình cho A Huy Hoàng Gia. Nhiều chương trình chưa đưa lên cho quý vị. Mình chạy thẳng về nhà là sung sướng nhất. Ăn ngon ngủ yên quý vị ơi. Đường này nếu mà quẹo phải là sẽ đi vào nhà Lalo Bé Mập sao. Bây giờ mình cứ chạy thẳng là đi về nhà khỏi mất công giờ bấy nữa. Đó, quý vị thấy đài truyền hình của thành phố Mánh Mờ. Đó là thứ hai của Thụy Điển. Mình không quẹo vào Maxi Đa Láp Lan mà mình chạy thẳng luôn. Mùa thu mình đi chơi ghé vào Vườn Hồng, ghé thăm nhà con Lalo Bé Mập nhớ nhà. Đã đi qua giang hồ thì ngày khách, Bé Mập đi giang hồ thì khách. Ôi. Wow, con đường này bây giờ cây cấu nhiều lạ quá vậy. Wow, mình còn không nhớ đi vào Vườn Hồng. Ôi giời, trong này. Ôi giời. Trong này chưa bao giờ mình bước chân vào mấy chục năm nữa. Tại cái vòng đường xa lộ nó không cho mình vào. Đó, bắt đầu quý vị ơi, mình đi vào. Đó, quá tuyệt vời. Đó, bên này là Nam Mê Bé Ghẹn. Cách đây 30 mấy năm, A Huy Hoàng Gia với đồng bào bà con người Việt gốc Hoa ở bên này nè quý vị, tuyệt vời lắm. Đây là đường thẳng tiến đi. Đó, quá đã rồi, quá đã ta. Mình ôm cái link này
để mình phải vào nhà lá lô bé mập. Ở đây là vườn hồng, hồi xưa ở đây là toàn là hoa hồng đó quý vị. Rosen Golden là vườn hồng đó. Bắt đầu xin chào quý vị thời Âu xa xứ, gần tới nhà của La Lô bé mập luôn, đã quay phim để cho mình được kỷ niệm video gửi đến quý vị thời Âu xa xứ. Trời ơi sung sướng đó quý vị. Rosen Golden Centrum in the food là đồ ăn của thế giới, international food, bán đồ của toàn thế giới đó. Bây giờ ta đương xây dựng thư viện đó quý vị, rất là đẹp. Trời ơi, mình tưởng mình lái vào nhà La Lô bé mập, bây giờ mình vào trong này đậu được 2 tiếng quý vị ơi. Quá đã quá ta ta. Đó quý vị thấy vườn hồng chưa? Rosingo, vườn hồng mà bây giờ chỉ có lá thôi đó. Lá hoa hồng, nó mang tiếng vườn hồng mà không còn hồng nữa quý vị ơi. Đó, tuyệt vời tuyệt vời. Này mình đậu ở đây tuyệt vời, một mình một cõi đó, sướng quá quý vị ơi. Mình lui lại mình đậu cho đàng hoàng nha. Mấy ông này tập bậy tập bạ. Đây mình lái cho chỉnh xong, cảm ơn quý vị. Bên kia là La Lô La 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 Buffet, bây giờ vẫn còn mở quý vị. Bữa nay